Chào các bạn, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn giải bài toán tính lương nhân viên theo phương pháp lập trình hướng đối tượng. Đầu tiên các bạn mở phần mềm Visual Studio ha. Mình sẽ thực hành trên console app application này. Ở đây mình sẽ sử dụng cái thư viện System, using System ha. Rồi. Đối với cái bài toán tính lương nhân viên trong công ty, ví dụ đây trong công ty mình sẽ có hai loại nhân viên ha, là nhân viên văn phòng và nhân viên sản xuất. Các bạn sẽ biết hai cái lớp đối tượng nhân viên văn phòng và nhân viên sản xuất ha. Rồi mình dùng từ khóa last để tạo một cái lớp đối tượng last nhân viên sản xuất ha, xuất. Rồi trong cái lớp này á, mình sẽ có thành phần mang thông tin và thành phần xử lý ha. Thành phần mang thông tin gồm có mã nhân viên, tên nhân viên, địa chỉ. Rồi các bạn dùng từ khóa private. Mã nhân viên thì kiểu in ha. Nhân viên. Rồi. Private. Tên nhân viên thì kiểu stream. Tên nhân viên. Rồi. Và địa chỉ. Stream. Địa chỉ ha. Rồi. Đối với nhân viên sản xuất á, để tính được lương của nhân viên sản xuất sẽ dựa vào số sản phẩm mà nhân viên đó làm ra được ha. Private hiểu double số sản phẩm đó. Và sau đó mình sẽ viết cái hàm để nhập thông tin cho nhân viên sản xuất này. Ở đây các bạn dùng từ khóa là public. Rồi nhập nhân viên sản xuất ha. Rồi mình sẽ truyền vào cho nó cái ghi chú word string. Trong cái hàm này á, mình sẽ xuất ra câu ghi chú ha. Console chấm write line ghi chú. Sau đó mình sẽ yêu cầu mình dùng nhập vào mã nhân viên. Console chấm write. Nhập mã nhân viên ha. Rồi lấy cái mã nhân viên này nè, this chấm mã nhân viên sẽ bằng in chấm bạn chấm bạn console chấm read line. Đó. Mình sẽ lấy được cái mã nhân viên ha. Mà người dùng nhập vào từ bàn phím. Ok. Tiếp tục sẽ lấy tên nhân viên. Vì cái dòng này và dán xuống bên dưới. Nhập vào tên nhân viên. Rồi, edit chấm tên. Để bằng tên nó là kiểu trim cho nên mình bỏ cái in chấm bạn đi ha. Rồi tới địa chỉ copy và dán xuống bên dưới, nhập địa chỉ nhân viên. Rồi đi chấm địa chỉ bằng console chấm read line. Tiếp tục mình sẽ nhập số sản phẩm mà nhân viên đó đã sản xuất được ha, và
và số sản phẩm. List chấm số sản phẩm sẽ bằng in chấm ở đây là double chấm bạc, double chấm bạc cần son red line. Ok, rồi sau khi đã nhập đầy đủ thông tin cho cái nhân viên sản xuất thì mình sẽ viết cái hàm tính lương public, sẽ trả về kiểu double tính lương ha. Rồi. Trong cái hàm này nó sẽ return cái lương luôn, cách là lấy cái số lượng sản phẩm nè, viết chấm số sản phẩm nhân với mỗi sản phẩm giá là 2 đồng ha. Ok, đó. Rồi là mình đã viết xong cái lớp đối tượng là nhân viên sản xuất. Sau đó mình sẽ copy cái lớp này dán xuống bên dưới và sửa lại cho nhân viên văn phòng ha. Nhân viên văn phòng cũng gồm có mã nhân viên, tên nhân viên, địa chỉ. Ở đây nó không có số sản phẩm. Nhân viên văn phòng, lương của nhân viên văn phòng sẽ được tính bằng cách là lấy hệ số lương nhân với con số nào đó ha, sau đó cộng cho phụ cấp. Ở đây mình sẽ trở lại là hệ số lương và phụ cấp ha. Đó. Rồi bên dưới này là cái hàm nhập nhân viên văn phòng, điền vào cái ghi chú, rồi xuất ra cái câu ghi chú, nhập mã nhân viên, tên nhân viên, nhập địa chỉ nhân viên ha. Ở đây sẽ nhập hệ số lương. Số lương viết chấm hệ số lương sẽ bằng double chấm bạc control viết line, và mình nhập phụ cấp nữa. Copy hai dòng này dán xuống bên dưới, nhập phụ cấp ha. Đó. Thì list chấm phụ cấp, list chấm phụ cấp sẽ bằng double chấm bạc function viết line. Rồi mình tính lương, viết cái hàm tính lương cho nhân viên văn phòng bằng cách là lấy cái hệ số lương, list chấm hệ số lương, ví dụ mình nhân cho 100 đồng, rồi cộng cho phụ cấp ha, list chấm phụ cấp. Ok, đó. Rồi mình đã viết xong hai cái lớp đối tượng là nhân viên sản xuất và nhân viên văn phòng ha. Tiếp theo mình sẽ viết một cái lớp đối tượng là công ty, last công ty. Trong cái lớp công ty này cũng gồm có thành phần mang thông tin private và tên công ty ha, trên tên công ty. Rồi và trong công ty này sẽ có hai cái danh sách nhân viên sản xuất và nhân viên văn phòng ha. Private danh sách dùng list nhân viên sản xuất. Đó. Danh sách nhân viên sản xuất ha. Đó. Ở đây nó báo lỗi là thiếu cái thư viện, các bạn sẽ nhúng cái thư viện vào ha. Chọn using system connection scenario, đó thì nó sẽ thêm một cái thư viện cho mình trên này, và cái list này nó hết báo lỗi ha. Rồi tiếp tục mình copy cái dòng này và dán xuống bên dưới là cái danh sách nhân viên văn phòng
chăm sóc nhân viên văn phòng ha. Ok rồi, thì đối với cái tên công ty này nè, ở đây mình sẽ cho nó phương thức là get set luôn. Mình đang sử dụng cái từ khóa Revit đây ha. Muốn truy xuất vào trong cái Revit tên công ty này thì phải có cặp cái set này. Đó. Ok. Rồi, sau đó mình sẽ viết cho nó cái hàm tạo tạo với tạo hai cái danh sách nhân viên sản xuất và nhân viên văn phòng ha. Complete. Cái hàm tạo á nó sẽ trùng với cái tên lớp đối tượng công ty đây. Copy dán xuống dưới này. Rồi. Cho mình khởi tạo ra hai cái danh sách list chấm danh sách nhân viên sản xuất sẽ vào new list nhân viên sản xuất đây ha. Đó, thêm cái dấu hoặc đơn vào. Ok, rồi tương tự danh sách nhân viên văn phòng, copy dán xuống dưới này, nhân viên văn phòng sẽ bằng new list nhân viên văn phòng ha. Rồi sau đó mình sẽ viết cái hàm để nhập thông tin cho công ty, complete rồi nhập nhập công ty ha, công ty truyền vào cái ghi chú truyền là ghi chú. Đó. Trong cái hàm này á xuất ra câu ghi chú console chấm Freeline ghi chú ha. Rồi đó mình sẽ yêu cầu người dùng nhập tên công ty console chấm right nhập tên công ty right. Lúc này this chấm tên công ty sẽ bằng console chấm readline. Rồi tiếp tục mình sẽ nhập danh sách nhân viên ha, từng danh sách một. Các bạn dùng một cái từ, một cái biến, n để lấy cái số lượng nhân viên, ha. Rồi mình sẽ nhập vào nhân viên danh sách nhân viên sản xuất trước này, console chấm right nhập số lượng nhân viên sản xuất ha. Đó. Rồi thì lúc này n sẽ bằng in chấm bạc console chấm readline. Sau đó mình sẽ sử dụng một lọc for cho y chạy từ 0 cho đến y bé hơn n và y cộng cộng. Trong cái vùng lọc for này mình sẽ khởi tạo cái biến nhân viên sản xuất ha, nhân viên sản xuất rồi cho nó cái tên biến là nhân viên sản xuất và khởi tạo cho nó luôn, cấp phát vùng nhớ cho nó luôn ha. New nhân viên sản xuất
Rồi, mình sẽ nhập thông tin cho nhân viên sản xuất này. Nhân viên sản xuất chấm nhập nhân viên sản xuất ha. Rồi, cho nó cái ghi chú, cho nó cái ghi chú cái chuỗi là nhập nhập nhân viên thứ y, nhập nhân viên sản xuất thứ thứ y ha, cộng một. Rồi đó, sau khi đã nhập thông tin cho một nhân viên thì mình sẽ add nó vào trong danh sách nhân viên ha. This chấm danh sách nhân viên chấm cái nhân viên sản xuất này vào nhân viên sản xuất ha. Ok đó rồi, các bạn sẽ làm tương tự cho cái danh sách nhân viên văn phòng, copy cái này và dán xuống bên dưới, nhập số lượng nhân viên văn phòng ha. Sau đó enter bằng in chấm bảng console readline, rồi sử dụng một phần lập for truy chạy từ 0 cho đến n nhân viên văn phòng, các bạn new nhân viên văn phòng, nhân viên văn phòng gặp và nhân viên văn phòng đó. Rồi add nó vào trong danh sách nhân viên văn phòng. Ok, đó, xong ha. Rồi sau khi đã có hai cái danh sách nhân viên sản xuất và nhân viên văn phòng, mình sẽ viết cái hàm để tính tổng lương public. Nó sẽ trả về kiểu double. Tính tổng lương nha. Rồi, trong cái hàm này mình sử dụng cái biến kết quả kiểu là double, gán cho nó giá trị ban đầu là 0 ha. Rồi sau đó mình sẽ duyệt qua từng cái danh sách nhân viên một, ví dụ vòng lập và for each với mỗi và nhân viên sản xuất ha, trong trong cái danh sách trong cái list chấm danh sách nhân viên sản xuất. Rồi lúc này kết quả nó sẽ cộng bằng với lại nhân viên sản xuất chấm tính lương. Rồi ok, tương tự mình duyệt qua cái danh sách nhân viên văn phòng với mỗi nhân viên văn phòng, trong cái danh sách nhân viên văn phòng thì kết quả sẽ cộng bằng nhân viên văn phòng chấm tính lương. Ok, rồi sau khi đã có được cái kết quả rồi thì mình sẽ return cái kết quả cho cái hàm tính tổng lương này ha. Ok rồi, và cuối cùng mình sẽ viết cái hàm main để cho chương trình này nó chạy ha, tạo một cái last program. Trong cái last này có cái hàm main static void main đó. Trong cái hàm main này mình sẽ khởi tạo một cái công ty PA new công ty. Rồi sau đó mình sẽ tiến hành nhập thông tin cho công ty này, công ty
truyền vào cái ghi chú, nhập thông tin công ty ha. Đó. Rồi, sau đó mình sẽ tính tổng lương double, kết quả sẽ bằng a chấm tính tổng lương. Rồi, và mình sẽ xuất ra cái kết quả ha. Console chấm realize kết quả là rồi, và mình sẽ dừng màn hình lại để xem ha. Console chấm realize đó, rồi hết bị lỗi rồi ha, và mình sẽ nhấn vào nút start để chương trình này nó chạy nè. Nhập thông tin công ty ha, tên công ty ABC, rồi nhập danh sách nhân viên sản xuất, ví dụ có hai nhân viên sản xuất ha, nhập nhân viên sản xuất thứ nhất, có mã nhân viên, tên nhân viên, địa chỉ nhân viên, số lượng sản phẩm làm ra ví dụ như 200 sản phẩm. Rồi nhập nhân viên sản xuất thứ hai, có mã, có tên, có địa chỉ, số sản phẩm làm ra. Rồi nhập số lượng nhân viên văn phòng ha, ví dụ có 1 nhân viên văn phòng. Nhập nhân viên văn phòng thứ nhất, có mã nhân viên là 3, tên nhân viên, nhà ở Phú Nhuận. Rồi, số lương, là 3, phụ cấp 200. Đó, thì mình tính tổng lương là ra được 1.500 đây ha. Ok. Rồi, vậy là video kết thúc đây ha. Các bạn thích video này hãy like, share, comment bên dưới để mình trả lời. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.